này mới ra rạp thích các bạn, ra rạp cũng sống. Ui, không được rồi, cái kiểu này không xong rồi. Cái đám này văng tơ lưới các bạn, vớt kéo cá lên mệt luôn, nó chạy kìa. Nó. Thôi thôi. Dạ. Yeah. Các bạn. Ôi, có con cá lóc. Ôi, các bạn thấy con cá lóc khủng. Một con cá lóc khủng nó bị chết rồi. Có thể là nó trườn tay, nó ngọt, hoặc là có thể là người ta chích điện. Đây. Nó chết rồi các bạn, con cá này nó chết rồi. Có thể là nó lên trên đây nó mắc cạn, hoặc là nắng nó chết, hay là người ta làm gì nó chết nè. Nó có thể là đi ở dưới đường kia, nó đi lên theo cái đường nước này, thì cá lóc thì hẳn này nó cạn á, nó sâu, mới giờ người ta tháo nước nè, tháo nước lên theo cái đường này, có thể lên đây nè. Sao con cá này nó bị chết rồi, hình như là nó dướng cái đầu này hay sao á. Ngay này có cái ngắn của nó nè. Nó chết rồi các bạn thấy không? Rất là bự lớn luôn. Cá này chắc chết đâu hồi hôm sáng ngày giờ, bây giờ nó muốn sình rồi nè. Nó đã bị cua kẹp, khi mà con cá chết á, cua nó sẽ lên nó kẹp liền. Đây. Cái các dải của nó đây. Thì con cá này cá đồng này, bởi nó rất là mập, các bạn nút vào ngoài ruộng á, nó rất là mập nè, nó. Đây. Nó không có bị gì hết. Không có bị vướng câu hay là bị đập đầu. Đầu của nó bị cái khúc này bị tróc dải, có thể là nó lúc mà nó chết thì sao á. Chứ nó lên đây là con cá này đáng lẽ tại sao chết ta. Bây giờ con cá này làm gì có đem lên mình bò dục trên bờ luôn chứ, này dưới ruộng mà không có để đi được. Đây nó không bị thương tật gì hết, nó chỉ bị mấy dấu của con cua, cái đuôi như cái đuôi này nè, nó bị con cua cắn rồi. Thì nó nằm ở trên đây, lúc mình lại thì nó nằm như thế này, nó nằm ở vị trí này, có thể là nó trườn ban đêm, nó trườn lên cái đường nào á, mà tại sao nó chết đi nè. Cá đồng nó thường rất là mạnh mà không có thấy dấu tích gì hết. Nó còn rất cứng các bạn, nó cứng nè, nó không có mềm, nó còn cứng chưa có sình, nó chỉ mới chết chắc lúc sáng. Sáng khi mà đi sớm xíu nào là gặp nó là bắt con cá lóc có gì ăn được rồi. Mắt này cũng không sao, cái miệng này, con cá này bằng bắp tay mình ạ. Bạn thấy không, thấy như thế, nó dài 1 tấc 2 tấc mấy 2 tấc rưỡi á. Con cá này thì bằng cái bóng tay như thế này, con cá mình đoán chạy làm phải 300 gram á. Con cá đồng á thì lúc nào nó cũng mập á, tức là các bạn thấy cái khúc này nè, nó mập lù luôn nè. Còn cái đầu nó nè, còn mấy con cá nuôi á, nó khác con cá này nhiều lắm, cái đầu nó dài hơn, còn con cá này nó tròn nè, mập rất là mập luôn. Cái thịt nó này phía sau nữa nè, cái đuôi nó thì bị cua kẹp rồi. Cái họng ở trong họng có gì không, không có mắc câu, không có dướng con cá gì, dướng gì trong đây hết, dướng xịt bóng. Răng đó các bạn, đi răng của con cá lóc này nhìn cũng rất là bén luôn, thấy không các bạn, thấy không đó. Bây giờ nó đem lên bờ,
sẽ khám nghiệm hiện trường con cá như thế nào, chứ con cá quá bự mà nó chết. Có thể là dưới nước các bạn, nó dưới đó nó lên đó là tại vì ruộng người ta đang tháo xạ mà nó sẽ lên trên đó nó chết. Bây giờ người ta đang bắt đầu đánh rỗng như bạn, đánh rỗng để đây thì mình sẽ bỏ đi luôn, chứ bây giờ cái này cũng không ăn được rồi, nó chết rồi, nó hơi hơi nó chưa có sình, nhưng mà nó có nghĩa là nó không, mình không ăn được mấy cá chết quá, còn mình sẽ cho nó nằm ở đây. Có thể là tối nay con cua, mấy con cua với cái mấy cái hang này nó sẽ lên ăn con cá này chắc luôn các bạn, hoặc là một chú con cò, mấy con cò nó sẽ là đậu nó ăn con cá này. Đây để ngay cái hang con cua luôn, đây là hang cua, con có con cua trong đây nè, một chút chắc chắn nó sẽ ăn con cá này, có thể nó ăn không hết, nhưng mà mấy con cò sẽ lại nó ăn, nó sẽ rỉa mấy con cá này luôn, rất là ổn, thịt rất là dẻ luôn các bạn, bóp như thế này nó có cảm giác là nó cứng luôn á, chứ không phải như con cá nuôi các bạn, cá nuôi thì nó mềm xèo à. Đây nó còn nguyên luôn, con cá này nói chung là rất còn nguyên, không bị gì hết. Mà tại sao nó chết đi nè, theo suy đoán của mình là chắc có thể là lên nó ngợp nước hay sao, hay nó khô á. Mà ngoài đây nếu mà cái khúc ngay đó hồi nãy là nó có nước mà, ruộng ở đây thì có nước rồi. Đây vị trí con cá này, rồi bây giờ mình tiếp tục đi vòng vòng cái còn săn đây, lấy cái nơm đi săn cá, còn con cá này sẽ chết không? Chứ nghĩ là có một con cá này với không cá nữa đâu. Rồi rồi các bạn, thì cứ cho nó yên nghỉ chỗ này đi nha, sẽ cho con cua luôn, con cua nó ăn luôn. Rồi các bạn, thôi đi làm công chuyện khác, thì con cá này chắc chắn là cứ để cho nó đi, có thể là ngày mai hay sau mình quay trở lại coi con cá này còn sống không, ý nó có thể nó còn không, một là con cua ăn, hai là mấy con khác ăn, con cò con cá, chứ không có đây không ai ra đây bắt con cá này đâu. Rồi các bạn nha, giờ mình đi vòng vòng coi còn con cá nào không. Thì dạo này miền Tây người ta đang tháo xạ rồi nên cá nó lên đi các bạn, nó lên theo cái đường này, cái con cá thấy không, nó chạy lưng lưng từng con cá nó quặn móc á. Bây giờ mình sẽ đi lên, cá nó đang quặn móc dưới kia, nó hột ngoài ruộng người ta sẽ tháo khô rồi, cá nó chắc chắn xuống xuống mấy cái lỗ trũng thì cá sẽ gần mấy cái đó, một người người ta thấy nên muốn lấy thiệt không ta chích thôi, ốc dữ lắm các bạn. Thì nãy giờ trong khi mình đi tìm nôm cá nè, cái nôm nè, đi về đường gặp con cá đó, mình quay lại cho các bạn coi luôn. Bây giờ đi lên thì cánh ruộng kia nó đã khô rồi, cá nó chạy lên tưng lắm, nó sạch. Ốc các bạn, ốc quá trời, ốc kinh khủng luôn các bạn thấy không? Người ta phải bắt nó hết. Tại sao con cá nó chết? Có thể không tìm được lý do. Thế sẽ đoán của mình là nó lên thôi, chứ không thể nào biết được con cá nó chết được. Nếu mà người ta đi xịt cái, tại vì đây nước cạn mà, nếu mà xịt cái lên là người ta bắt được nó rồi. Tại vì nước cạn mà. Rồi, cá nó chạy. Thôi mình lên nha các bạn, đó là cận cảnh một con cá lóc khủng nó bị chết. Bây giờ đi vòng vòng coi mấy đám này có cá không, đi nôm mấy con cá coi. Đây cái đường này thì qua đám bên đây cá đó đó các bạn, đó 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 đó, đó. Cá nó chạy đó đó. Ôi da, sâu quá.
nó xuống mương của các bạn, lúc mà các bạn dí này chạy xuống mương hết. Nó. Cái này mạnh quá, dữ quá, mà không dí không lại nữa đâu. Ủa, phía trước, phía trước còn nguyên bầy cá luôn rồi. Mình sợ nhất là ốc, các bạn đập ốc là chết luôn, ốc dữ lắm. Ốc ngay con ốc luôn. Rồi thôi các bạn nha, giờ mình đi ra khu vui đó mà kia quay tiếp cái clip thì các bạn coi luôn. Bây giờ tạm biệt các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo về cái cuộc sống của miền Tây nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn.